vpgame.vn, số bạc nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Hello, chào anh em đến với channel của mình nhé. Clip này mình chơi vì tưởng Toro thì việc đầu tiên đó là tem bàn có gớt rắc thì mình sẽ lên check map để rừng mình ăn con búa xanh cho an toàn nha anh em. Một ngày mình luôn chúc anh em đó là luôn vui vẻ và leo rank thành công, có những trận đấu thật là hấp dẫn. Thì anh em nào chưa like thì like nhé, cái nào anh em nào chưa comment thì comment cho mình một xíu nhá. Thì giúp kênh mình phát triển hơn thì mình cảm ơn anh em rất chi là nhiều. Ở clip này thì mình chơi vì tưởng đó là Toro, nhưng mà rất tiếc đó là tem mình pick phạt 3 đi anh em ạ, kèm theo đó là thêm một phạt trừ nữa nên là tem mình cực kỳ là máu giấy ấy. Thì mình trận đấu này mình pick đó là Toro DSP anh em ạ, nên là cố gắng làm sao mà trấu bo một xíu chịu đám cho đồng đội xả sát thương, chứ trận đấu này thì cực kỳ là khó khăn. Rồi bây giờ thì rừng mình chuẩn bị gánh nha, nên là mình sẽ lên nhử nó nha anh em. Rồi một phát kéo đến từ Grab, nhưng mà mình sẽ có cái cấp cứu. Ok, bây giờ rừng mình thì lên và xả sát thương rồi, hay quá, đến từ mịt mình và chắc chắn sẽ có màng của vị tướng Grab. Bây giờ tem bàn thì đường xế giá thì tem mình cũng đã mất một màng rồi, bởi vì sơ lính thì chắc chắn đó là không đấu lại vị tướng Zuka anh em ạ. Trận đấu này tem mình mịt thì ông Joker cũng là AD, rồi ở đường tốp, ở đường xế giá thì ông sơ lính cũng AD. Ở đường này thì mình trấu bo, kèm theo đó là một vị tướng màu giấy pháp sư đó là Azenka. Trận đấu này cực kỳ là khó khăn anh em ạ, thì không biết mình có bảo kế nổi những vị tướng này hay không. Thì mình thấy nhiều anh em đó là lên những món đồ trợ thủ, thì mình khuyến dung đó là với Toro thì anh em lên đó là một là nhận phóng thân, hai đó là cải lành bay phóng thân nha anh em. Nếu mà tém đối phương mà có những vị tướng tăng hình như Quý Lén, Ngô Khống hay là Bát Mán thì anh em lên cho mình đó là cái nhận phóng thân nha anh em, để anh em khi kích hoạt thì có thể soi được map, khi nó tăng hình thì anh em cũng thấy. Còn nếu mà đối phương không có những vị tướng tăng hình thì anh em lên cho mình đó là cái lành bay phóng thân nha, để búp giáp cho đồng đội hoặc là chính mình khi mà lượng máu thấp anh em ạ. Rồi bây giờ Quý Lén thì đang bắt mịt mình, nhớ mình dùng cái đài địa chấn hất tung được hai người, mịt mình dùng ulti luôn rồi. Pha này thì Grak chắc chắn sẽ phải lên bảng điểm số và màng đó thì dành cho mình anh em ạ. Ở đường giữa thì rất chỉ là máy là đó là rừng mình thì đã lấy được cây trù đường giữa rồi, có một xíu lợi thế dành cho tém mình. Về giai đoạn đầu game thì tém mình có thể khỏe một xíu, còn về giai đoạn giữa và cuối game thì chắc chắn tém bàn cực kỳ là khỏe khi mà có Quý Lén rồi có thế mà rú cá nữa ấy, mà tém mình thì toàn máu giấy, còn mình thì bảo kế làm sao mà bảo kế được hết anh em. Rồi pha này thích thì chơi luôn, thích thì chơi luôn, nhưng mà hết lính rồi anh em ạ, pha này thì chạy thôi, chứ hết lính rồi, hơn nữa thì không có ai zone sát thương vào vì tưởng zone cả anh em ạ. Hụt mình thì hụt làm cái gì, hụt mình thì hụt làm cái gì. Rồi pha này thì mình chạy thôi, 36 kế chuôn là thường sạch anh em ạ. Rồi chuẩn bị tém mình ra hỗ trợ nha, nên phá này thì mình sẽ nhử nó tiếp nha anh em. Rồi bây giờ thì tém mình 3 người chuẩn bị lại hỗ trợ rồi, phá này mình chơi luôn này. Ok, đài địa chấn được dùng, hất tung được dốn, bật cái nhận phóng thân lên luôn để tăng tốc chạy cho đồng đội và bản thân luôn, và dốn đã phải lên bảng điểm số. Một lần nữa thì mình lại nhử được tém bàn thành công anh em ạ, và có hai màng rồi, khá là ok. Thì anh em nên nhớ nha, khi đồng đội cũng vậy mà đối phương cũng vậy, nó thấp máu nhưng mà nó vẫn hổ báo thì anh em đừng có dài mà lao lên nhá. Bởi vì khi đó thì chắc chắn là tém nó gánh rồi, nên là anh em đừng có dài mà như vậy nhá. Thì tém bàn đã bị hai cú lừa rồi. Ở đường ta thân thì sở lím tém mình thì bị hành dù cá hành cho sập mặt rồi anh em ạ, khá là khó khăn đến từ vì tưởng sở lím. Ok, tém mình lại chửi nhau rồi, ốc sơ lím tránh tốt. Thì tém mình đó là rất chỉ là tránh ở giai đoạn đầu ấy, thì chỉ có ông Azenka thì ông không tránh, nhưng mà ba tém mình thì pick ngay ba AD luôn, cuối cùng chửi nhau nháo ở mục cầm trò này anh em ạ. Nhưng mà không sao, bây giờ thì tém mình cũng khá là có lợi thế một xíu. Rồi pha này lấy được trù nha, tém mình tập trung rất chỉ là đông, pha này mình sẽ tăng trù nha anh em. Rồi chờ một con lính vào, rồi pha này tăng trù luôn này. Ok,
thì chắc chắn pha này thì Zuka sẽ phải lên bảng điểm số rồi. Mình bật cho cái nhận phóng thân để tăng tốc chạy cho đồng đội này. Ok, pha này thì biến về thôi, lượng máu của mình rất chi là thấp rồi. Team mình thì đang bị kẹp lại, Joker thì đang bị kẹp lại nhưng vận tốc biến được quá tương anh em ạ. Một pha tốc biến rất chi là hay đến từ vị tướng Joker. Zone team bạn thì đang tích cực đầy lẹ. Pha này thì mình phải đẹp trù thôi nhá. Khá là khó chịu đến từ việc từng zone nhá, đầy được một cái trù rồi. Còn cái trù thứ hai này thì mình máy là đẹp kịp anh em ạ. Nhưng mà rất buồn, đó là team mình chết mất hai người rồi anh em ạ. Trận đấu này thì càng ngày càng khó khăn rồi. Bởi vì team mình máu thì cực kỳ là dày anh em ơi. Rồi pha này ơi, nó ăn rồng kìa. Nhưng mà mình không can thiệp được con rồng. Mình sẽ bắt thằng này, rừng mình lại hỗ trợ rồi. Mình bật cái lành vai, nhận phóng thân lên để soi map. Ok, có cái double cứu dành cho rừng mình em ạ. Một phá gánh khá là thành công. Thì anh em nên nhớ nhá, nếu mà có quý lén hoặc là ngộ không thì chắc chắn anh em lên cho mình đó là cái nhận phóng thân. Thì nhiều anh em vẫn chưa biết về lên đồ phụ trợ ấy. Thì mình cũng khuyên anh em là như vậy. Nhiều anh em cứ lên theo mặc định ấy. Thì với vị tướng quý lén hoặc là ngộ không, nếu mà anh em không lên nhận phóng thân thì tăng hình cực kỳ là khó chịu anh em ạ. Ở trận đấu này thì mình chủ yếu là tánh cớ cho đồng đội đánh thôi nhá, còn lượng sát thương của mình thì không có lắm đâu. Đấy, pha này mình hất tung được hai người rồi. Chơi luôn anh em này. Đấy, mình tánh ra hết mức rồi anh em ạ. Ok. Thôi, bật cho cái cấp cứu cây kem theo cái lành bay phóng thân để tăng tốc chạy luôn á. Mịt phá đó hơi hổ báo anh em ạ. Rồi, pha này thì chắc chắn quý lén sẽ lên bảng điểm số rồi. Bởi chất tưởng dốc cờ thì cũng khắc chế phần nào quý lén nha anh em. Hay quá, mịt mình hay quá rồi. Ok, rừng mình hay quá. Thôi thôi thôi, lui. Rồi, mình bảo kế về đi. Ôi trời. Thôi về đi, không ăn được nó đâu, về đi. 36 kế chuôn là thường sách. Về chết bây giờ đấy. Thôi trù, thôi thôi, lui, hết linh. Thôi xong rồi, ông AD mình xong rồi. Ok, thì phá đó thì chắc chắn mình sẽ không cứu được nha anh em. Phá đó AD mình thảm quá à. Ok, nhưng mà không sao, dù sao thì trận đấu này tém mình về lượng trù thì cũng khá ok. Trù đừng bị tém mình vẫn chiếm mất anh em ạ. Hiện tại thì làm sao mà giai đoạn cuối game mình có thể tánh được cho đồng đội bản ấy. Chứ mà mình mà coi như mình chết và là coi như đồng đội cũng tán nạt rồi anh em ạ. Bởi vì chả có ai tánh cơ cho mà đánh cả ấy. Thì về bộ trang bị mình bỏ dưới phần clip nha. Còn về bảng ngọc chuẩn tánh cho vị tướng Toro thì anh em lên cho mình như 6 ngọc đỏ anh em lên cho mình. Đó là tốc đánh, màu tối đá và giáp, ngọc tím anh em lên cho mình. Đó là máu hồi máu và tốc chạy. Còn ngọc xanh anh em lên cho mình đó là giáp và giáp phép nhá. Đấy là ngọc chuẩn nhất cho vì những vị tướng tánh cơ ấy. Đặc biệt là Toro thì anh em lên ngọc này thì giai đoạn đầu game thì khá là khỏe nhá. Phát huy được tối đa sự trâu bò đến từ Toro. Rồi phá này đài địa chấn dừa long trù luôn. Nhưng mà bây giờ thì lính mới vào, mình chịu đám trù một xíu. Bây giờ bật cái nhận phóng thân lên để soi map luôn, kèm theo đó tăng tốc chạy cho đồng đội. Ok, vậy là có trù anh em ạ. Nhẹ, việc nhẹ lương cao. Tém bàn thì đang tập trung combat ở khu vực bùa xanh. Mình lại làm gì? Grak hút. Grak mà gặp mình thì phế toàn tập anh em ạ. Khi mà nó hút thì mình dùng đài địa chấn chiêu cuối hoặc là dùng chiêu một sương trấu thì hút nó thì nó sẽ mất nhá. Hiện tại bây giờ thì quý lên tém bàn đấy đang đầy lệ. Nhưng mà tém mình thì chắc chắn sẽ lấy được cái trù này và kiếm một đường lính siêu cấp nhá. Với Joker thì lấy trù cũng khá nhanh. Ok, không biết ông cà phê này trả tiền trúng tiền triệt thì không biết người tiền trúng hay là người người đài hay là người Việt nữa anh em ạ. Rồi pha này thì bỏ về thôi chứ chả làm gì được nó đâu. Thì đối phương thì bây giờ thì đối phương phải cử đến 2 đến 3 đến 4 người mới bảo diệt được mình nhá. Còn 2 người thì chắc chắn là mình sẽ không bị chết đâu. Bây giờ mình sẽ ping cho đồng đội ăn con ta thân xế giá này để lấy trù dễ hơn và cố gắng kết thúc trận đấu càng sớm càng tốt. Chứ với giai đoạn khi mà đối phương có khoảng 7 đến 8 cá tiền rồi thì chắc chắn tém mình sẽ bốc hơi trong vòng một nốt nhạc anh em ạ. Nhưng mà không sống rồi, tém bạn thì đang tổ chức ra khu vực ta thân xế giá một mình hất tung được 3 người rồi. Nhưng mà không có ai pha tướng bôi vào, rú cá vẫn đang dồn đám vào mình và mình thì chắc chắn sẽ phải bỏ chạy. Pha này thì mình ở lại thì cũng chả làm được gì nữa anh em ạ. Mình cấu kéo rất chỉ là nhiều chiêu thức của tém bàn rồi. Khi mà trầm trọng lực của Zuka được sử dụng, khi mà các chiêu cuối của tém địch được sử dụng rồi thì tém mình có lợi thế rất chỉ là lớn. Khá là ok anh em ạ.
thì Toro thì chịu sát thương cực kỳ là lớn ở trận này rồi, bởi vì team mình thì chả có ai chịu sát thương anh em ạ. Chỉ cần Quý Lên hoặc Zuka đùng vào cái thì chắc chắn sẽ phải lên bảng điểm số thôi. Đẹp đám lính này, Joker ơi, ra đẹp đám lính này này. Ông Joker làm gì vậy không biết. Đẹp lính này, thôi xong rồi đuổi nó làm gì. Thôi pha này thì mình phải đẹp đám lính này nhá. Thì anh em đẩy lính này xong rồi lấy cái đường lại, bởi vì đường này thì còn hái trù anh em ạ. Lấy cái đường này lại thì sẽ dễ win hơn ấy. Ok, lại đẩy lính này. Mấy ông này chả đẩy lính gì cả, không lẽ giờ mình bỏ lính đấy anh em. Nhưng mà thôi, chắc có lẽ bây giờ thì cũng chưa có pha combat nào thì mình bây giờ mình mới ra hỗ trợ tém nhá. Bởi vì thì mình đẩy lính lên cao rồi anh em ạ. Ở clip này thì bộ trang bị mình bỏ dưới phần clip anh em theo dõi nữa. Rồi có một pha combat ở gần khu vực xế giá. Mình lại đấy, khi mình lại thì chắc chắn mình là một tanker thực thụ. Grak dùng cái chiêu cuối nhưng mà bị mình hóa giải rồi. Bây giờ thì tém bàn đang chạy bây giờ này. Ôi không hất tung được rồi. Ok, Slim đâu, bắt luôn này Slim. Ôi thôi xong rồi, ông Slim không lại rồi. Ông Slim không lại thì mình chắc chắn mình sẽ bỏ nhá. Mình sẽ lại hỗ trợ Slim này. Rồi đài địa chẳng hất tung được hai người hay chăng. Rồi hất tung được vì tưởng ghi đu tem bàn rồi. Nhưng mà chả có ai bôi sát thương cả anh em ạ. Rồi mình thì quả là trấu bò rồi anh em ạ. Với bộ trang bị này thì chắc chắn là cực kỳ trấu bò. Và anh em mình khuyến khích anh em lên nha anh em. Và đặc biệt là những món đồ phụ trợ thì mình cũng nói với anh em chưa biết cách lên rồi. Thì mình cũng khuyên anh em là như vậy. Cục xì lâu là ông Ba Lắc. Tém mình làm gì vậy không biết. Rồi có một pha tăng trù nhưng mà pha này thì mình chắc chắn sẽ không cứu được xa thủ tém mình rồi. Tém bàn thì quả là gáy gắt đi. Thôi pha này thì khó rồi, khó chơi rồi. Thôi mít ơi, mít lui đi. Ok, mít ở đó là đẹp rồi đấy. Rồi pha này thì mình dùng cái đài địa chấn luôn nhá. Ôi mít mình bị kéo rồi. Nhưng mình đài địa chấn hất tung được 3 người. Nhưng mà lượng sát thương của tém bàn thì quả lớn anh em ạ. Thôi pha này thì mình bỏ màng cho AD tém mình chạy thôi. Nhưng mà cuối cùng thì cũng không chạy được anh em ạ. Cuối cùng thì cũng phải lên bàn điểm số. Trấu thì mình đồng ý là trấu. Nhưng mà trấu thì đánh lấu cũng chỉ đây anh em ạ. Tém mình lại chửi nhau nữa rồi. Ngu lơ o lơ. Mình thì cực kỳ trấu. Nhưng mà nắm đánh một thì chắc chắn sẽ phải lên bàn. Mình sẽ chán nhá, đường 6 nhá. Đường 6 không nó kéo ấy. Thì phá đổ thì tém mình bị kéo phạt nên là coi như mất thị trần luôn ấy. Thôi trụ kia rừng ơi, thảm gì còn bữa sánh, đâu có cần năng lượng đâu. Trụ kia, ok xả chiêu cuối luôn, hay quá. Ok, một phá xả chiêu cuối khá tốt, kèm theo đó là chiêu cuối đến từ vị tướng Azen cá nữa. Bây giờ mình ra thì có thể đó là giết được màng hay chăng. Toàn kiếm cương mà ngủ. Đúng là ông Joker này vì gì ấy, toàn chửi nhau thôi à. Tém là do ống nha, mấy ống tròn 6 cung mà toàn pick AD à, toàn kiếm cương mà ngu. Ok thôi không sao, dù sao thì trận đấu này cũng đáng còn cơ hội anh em ạ. Cơ hội bây giờ thì khoảng 50-50 đi, 40-60 đi, tém bàn thì vẫn có phần nhìn hơn em ạ. Bởi vì tém mình thì chủ yếu, nếu mà mình chết thì chắc chắn đó là tém mình thì cũng chả có ai tánh cơ trong ba chơi nữa ấy. Với những vị tướng như Quy Lén mà có một nồi tại rồi, đấy chết hết rồi. Thôi pha này thì chịu rồi anh em ạ. Chịu rồi, thôi ôm trù thôi. Để mình check map cho thôi. Lại chết rồi, ôi trời ơi, chỉ còn mình nữa thì sống sao đấy. Ok, pha này mình phải lại đẹp cái trù này nha anh em. Zuka thì lấy trù chắc chắn thì mình không đẹp được rồi. Bởi chất tưởng Zuka thì lấy trù khá nhanh và mình lường đá của mình thì dẹp lính rất chi là chán anh em ạ. GG được chưa? GG nhẹ, ok. Thì GG cái gì mà GG, bây giờ thì làm gì? Đấy rồi, phá này thì mình tánh nhá, và bắn này tém mình thì chưa ra hết anh em ạ. Rất chỉ là đáng buồn, cấp cứu được bất cái nhận phóng thân tăng tốc chạy luôn. Zuka đã phải lên bảng điểm số một, mình hất tung được 3 người. Mình đang tánh trù giữa 3 người luôn, mình đang tánh giữa 3 người luôn. Một mình chịu sát thương rất chỉ là lớn, hụt đến từ Grak nhưng mà không xi nhế. Dồn thì không được bắn bởi vì mình hất tung liên tục anh em ạ. Cuối cùng thì một phá lật keo là đấy chứ đâu. Bây giờ thì ăn con ta thân xế giá này nha anh em. Tém bàn thì đáng còn rất chỉ là lâu thời gian nữa là thôi sơn lim ăn con ta thân này. Ok thì sơn lim chắc có lẽ lại hụt máu anh em ạ. Ăn không chỉ nó cướp này, tém bàn thì đáng đầy lẻ và dốc cớ của mình thì đáng về. Rồi mình dùng cái đài địa chấn. Thôi sống rồi.
mất con tà thần rồi anh em ạ. Thôi nhưng không sao, dù sao thì cũng lấy mạng được vì tưởng ghi đủ rồi. Á à, lơ lơ mịt này, tất cả ôn mịt này, tem bàn thì chết 4 người rồi thì chắc chắn mình sẽ tánh trù cho các bạn chơi này. Mịt mình đã phải lên bảng điểm số mừng, nhưng mà Zuka thì cũng phải lên bảng điểm số rồi. Cơ hội win là đấy chứ đâu, mình sẽ vào tánh luôn nha anh em. Rồi phá này mình sẽ vào khép góc, dùng cái đài địa chấn khép góc tém địch luôn này. Ok, một phá khép góc tém địch khi mà trận đấu đã win được em ạ. Ok thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nha. Thì mình chúc anh em đó là luôn vui vẻ và leo rank thành công. Ok, chào anh em nha.